Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho biết đến nay đã có trên 41.000 tấn quả vải được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, đạt giá trị 23 triệu đô la Mỹ. 41.000 tấn quả vải là sản lượng vải xuất khẩu trong một vụ cao nhất từ trước tới nay được thông quan qua cửa khẩu Lào Cai. Hiện vụ vải thiều chỉ còn vài ngày nữa, lượng quả xuất khẩu cũng giảm mạnh. Tại cửa khẩu Kim Thành, mỗi ngày chỉ còn từ 30 đến 40 phương tiện chở vải quả thiều xuất khẩu, giảm mạnh so với thời điểm giữa vụ. Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục ưu tiên để quả vải thiều được xuất khẩu đầu tiên, ngay trong buổi sáng so với các loại hàng hóa khác. Lực lượng quản lý tại cửa khẩu đã bố trí cán bộ tại vị trí làm việc trước 30 phút so với giờ mở cửa khẩu để tiếp nhận, giải quyết thủ tục, giúp hoạt động xuất khẩu quả vải tươi diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.